Rồi. Tức, mình nghĩ mà tức tức không thể tạo mà tả được thiệt sự á. Chắc chắn là chiều nay là vợ về chửi tôi nói là banh 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 óc luôn, chứ không phải là chửi nó đâu. Nói làm sao nó tin được, đúng không? Nó kêu Anh gì? xem anh còn sức mạnh không hả? Anh vẽ được cái này đúc đôi ra thì anh là cũng còn sức anh Khải. Anh vẫn còn sức đó. Chiều nay anh em đi Tây Bình. Tây Vịnh mất mấy phải cần sức trời. Thì Tây Bình anh phải có sức để mình vịnh người ta. Tôi nói ông một cái câu mà gọi cốt truyện hài hước của một ông gọi là ông chú, mày gọi là chú hàng xóm nhưng không phải là chú ruột chú bà con gì đâu, gọi là ông lớn tuổi hơn tôi bằng chú thôi. Cái chuyện hài hước mà tôi nói là tôi cười bò, tôi ổng kể mà tôi cười luôn á. Sao Mà khi đó mà tôi cười xong cái là con vợ ổng á, không lườm tôi một cái là tôi bỏ về luôn. Ổng năm nay là 55 tuổi rồi, thì người theo sách vở của nhà khoa học nghiên cứu á, 55 tuổi là một tuần chỉ được một cái thôi. Đó là một cái sức chịu đựng của con người, nó từ từ lúc mà mười mấy tuổi tới năm mấy tuổi là phải ít đâu, người ta hoạt động liên tục, nhiều khi nó gọi là nếu mà mòn á thì chắc chắn bây giờ nó chỉ còn cây kim thôi, đúng không? Mà vậy mà con vợ ổng cũng là do ổng thôi. Ý ông nói là trâu trâu dài cầm có đâu đó, Ừ. cái cứ chê bai ổng tại sao cứ yếu vậy, rồi tại sao rồi có vài phút vậy Ừ. cái ổng mới test test thử. Ổng tức quá ổng mới nói vợ bây giờ bà vợ nằm sắp xuống, Ừ. nằm kiểu như ổng là nằm trên đè bả dưới đó, Ừ. y vậy đó. Bà nhịp tôi đếm Ừ. là cứ một như gì kiểu này nè, tôi thí dụ luôn này. Sao? À, tôi nhìn tôi cười quá trời mà. Một là số vậy, cứ vậy là hai. Ổng đếm cho bả làm, ổng đếm tới cái thứ 20, bả mệt quá, bả mệt quá, bả kêu thôi mệt quá mình thở không nổi nè, mà đếm gì nữa, tính bao nhiêu giây không? 30 giây. Bà thấy không, bà mới làm mới có 30 giây bà chịu không nổi rồi, mà trong khi đó tôi làm 5 phút mà bà chê. Bà nghĩ đi Đúng rồi, hả, 5 phút rồi là gấp mấy lần rồi gì nữa. mà trong khi đó đâu phải là 5 phút đó là gọi tôi hoạt động liên tục mà nhanh, chứ không phải tôi đếm vậy đâu. Bà có 20 cái, mà trong khi đó nếu mà tôi dập theo kiểu đó tôi có thể dập là 5 phút tôi có thể dập được mấy trăm cái. Bà thấy chưa, bà từ nay bà không được chê tôi, thấy chưa? 20 cái 30 giây mà trong khi đó tôi dập mấy trăm cái 5 phút mà bà chê tôi chỗ nào? Đúng rồi, hợp lý mà. Đó. Hợp lý mà. Bây giờ mấy chị em phụ nữ mà chê chồng yếu, mà anh chồng bắt ra hết được vậy xem được bao nhiêu giây. Đúng, Để rồi mới so sánh lại. đúng đúng đó, Đúng rồi. hợp lý. Tính ra cái ông đó ông làm mà bà không dám nói gì luôn. Đúng rồi, hợp lý mà. À, đúng. Nó chê tay yếu ngon ra. Hết À, thử rồi xem sao. thôi bỏ qua ông mình đi. À, ông nói về vấn đề gì, sức 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 khỏe để đi tư vấn hả? Anh bẻ đẩy gãy rồi đó. Không phải tôi bẻ, tôi đang nãy tôi nói là cái thằng cháu Cháu khỏe vậy? khỏe con khỉ nè ông thần, Cưa cưa làm gì á? nó ngồi đó tôi nghe, tôi đang nằm trong đây nó nghe nghe rạc 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 cái gì, cái tôi ra tới nơi cái đức à, cái tôi nói thôi chết bà rồi, mày muốn về về ông quýnh mợ mày chắc cạo đầu mày chắc luôn. Cái bình này nó dành dụm, hình như là cứ đi làm là nó bỏ ít ít tiền nó mua được cái bình này để đem nước uống, mà mày đi cưa đứt cái quai của nó rồi, của mợ mày rồi, rồi hỏi nó về nó cạo đầu mày cho biết. Cái thằng cháu nói con đi về thì cạo đầu ai, đồ hỏi giờ phải tôi không? Mà nó dở chứng nó ngứa tay á ta. Tôi tính bắt nó tập thể dục y như nó mà kỳ kỳ thôi đó. Nó ngứa tay sao mà nó À, cứ này làm cái gì? thì bởi ê ông cứu tôi đi, Hàng lại thôi chứ giờ sao vậy? hàng cái gì nó bằng nhựa mà hàng cái gì, chỉ có ông nghĩ là ông lấy cái gì cái kẽm á ông hấp Không, qua xấu đây. lắm. Hàng vậy nó xấu lắm. Hàng đó chỉ áp dụng cho mình hàng mặt sau thôi. Hàng mặt sau mình trước không thấy được thì chúng ta hàng được. Trước cái này cái mặt tiền nó lộ sằng dằng, hàng mày thì sao mà Không, được. không bây giờ vậy nè, ông làm sao cho nó dính liền lại mà không có dấu vết mình nói á. Không, cỡ nào cũng có nói rồi, đã bẻ rồi, chỗ nào cũng phải chỉ cần nó dính liền là được rồi. Còn tí anh chịu khó anh chà chà, nó nhám chà 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 nó sao cho nó bớt cái gồ ghề lên được rồi. À, được được á, Rồi, ăn anh đi. kiếm cái kho hay cái bếp ga vậy. Anh hơi cái này nó đỏ lên nè. Hồi đỏ lên đúng không? Cho một cái đốt đỏ lên đó, sao cái nóng rồi nè. Mình áp dụng theo cái nguyên lý là mình hàng ống
nước nóng á, anh kẹp chính giữa đây, hai mình ép vô. Cái ống nước nóng là cái ống nước nóng là cái ống nó dùng cho hàng hàng nóng. Ừ. Còn thằng này bằng nhựa mà. Mình đang hàng nóng đó nè. Bây giờ anh cứ ép vô. Rồi. Ông cầm nó ông ép vô. Ừ. Tôi ép bên này tôi ép nha rồi quất. Rồi. Đó, cho cái máy nó chảy nhựa ra. Đủ này tôi thấy nó không ăn thua gì ta. Ok, rút. Đó, đó, đó. Rồi anh ép lại. Rồi, giờ khó giữ. Hình như là nó không chưa đủ chảy lắm hay sao á. Không, tôi nghĩ là chỉ cần mà nó dính hơi cứng cứng tí là được rồi. Nó không rời ra được. Nó có kết lại với nhau không? Có, nó có kết rồi. Cứng rồi đó. Kết rồi đó. Được chưa? Kết rồi đó. Ê, có ngắt hả? Ừ. Đù. Ê, vậy là cái nhựa mà gọi là nhựa tốt mới được chứ còn nhựa thường không được đúng không? Anh làm sao miễn sao là cho hai cái nhựa nó chảy đều với nhau là anh áp lại là dính rồi. Ê, có ngắt hả? Hả? Dính. Ê, nó dính mà nó dính kiểu là nó quấn cái kết y như là mình dán cái ống nhựa nước nóng biết không? Hả? Đù hay vậy trời. Đù, để lát tôi lấy cái gì tôi mài cho nó. Thế thôi. Ừ, đơn giản vậy thôi đó. Tôi xuống như bình thường đó. Ok. À. Sắp như bình thường. À, ok. Đù. Ê, nhẹ nhàng đơn giản. Tính ra cái này hay nha, mà để tôi nói nó lần sau cái nó vô nó thấy cái nó quất lần nữa cái rồi về bị chửi nữa. Mà chắc về giờ tôi thế nào cũng chửi nhưng mà con cái là nó thấy không đến nỗi nào. Đúng rồi, không để ý đâu, cái này mình nhìn kỹ ra giống như là cái giáp mí của cái anh đúc vậy đó. Khớp á. À đúng rồi, mình đổ thừa vậy đi. Hôm nay là lúc nó đúc vô là nó đi đường này xuống, nó đổ này xuống này nên còn khớp đây đúng rồi. Này giống như thế này nè, đó, khớp nè. À là cái khớp. Cái khớp này dính liền, mà khớp này nó thấy nó cộm giống thần. Thì ai biết nó đúc sao á. Dễ bị lỗi khuôn. À đúng rồi, đó chia sẻ mọi người thôi đơn giản. À được á. Ok, nhớ đăng ký bật chuông nha.